Người Việt Nam ta có câu nhất dáng nhì da, thứ ba mái tóc. Từ xưa đến nay, mái tóc đẹp luôn được xem là một trong những yếu tố ngoại hình quan trọng của chị em. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu một mái tóc đẹp. Do nhiều yếu tố như sức khỏe, môi trường sinh sống, làm việc, thói quen chăm sóc chưa phù hợp mà mái tóc của bạn dễ bị hư hỏng. Chương trình Cẩm nang gia đình 4.0 ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm hiểu cách chăm sóc tóc hiệu quả, giúp bạn phục hồi mái tóc yếu và hư tổn. Tôi thì rất là yêu cái mái tóc của mình. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì tóc có sơ và rụng nhiều, nên là đang rất là mong muốn tìm cái địa chỉ tin cậy để mà dưỡng cái bộ tóc như mong muốn của tôi. Như ngày xưa tóc của tôi dài lắm, đẹp, nhưng mà đến bây giờ thì nó sơ, nó yếu. Về vấn đề tóc thì tôi rất là quan tâm. Tại vì thật ra mái tóc là vóc con người mà. Mình có xinh hay không thì nhìn mái tóc cũng biết được là mình có xinh có đẹp hay không, đúng không? Nhưng mà thật ra lâu đến giờ thì mình cũng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc tóc. Thời gian gần đây thì thứ nhất là do thời tiết, thứ hai là mình cũng lớn tuổi rồi nên là và mình cũng làm nhiều á, nên là cảm giác như là cái chất tóc nó không được tốt, nó khô, nó sơ và gần như nó mất chất. Vì thế nên là mình thấy rất là quan tâm đến một cái vấn đề để mà chăm sóc cho nó tốt hơn. Mái tóc bị hư tổn của chúng ta được chia ra làm hai loại. Thứ nhất là tóc bị khô sơ tự nhiên, không còn bóng mượt dù chưa qua tác động bằng hóa chất, các loại thuốc làm tóc. Loại tóc này chưa bị tổn hại nghiêm trọng và chỉ mất đi vẻ đẹp vì thiếu độ ẩm. Vì vậy, chúng ta cần tăng cường bổ sung dưỡng chất cần thiết cho tóc. Thứ hai là tóc đã qua sử dụng hóa chất và các loại nhiệt năng như tóc uốn, tóc ép, tóc nhuộm, nhưng không được chăm sóc, dưỡng tóc thường xuyên. Với loại tóc này, bạn nên đến các địa chỉ tin cậy để được thử nghiệm và tư vấn đầy đủ cách phục hồi, chăm sóc tóc hợp lý. Để giúp cho chị em có một mái tóc đẹp, không bị gãy ngọn, không bị sơ, không bị rụng, thì giải pháp mới nhất đó là gội đầu bách hoa cung. Bách hoa cung đó là một cái thảo dược rất là thần bí mà ngày xưa chỉ phục vụ cho cung đình là quý phi và hoàng hậu, bởi vì nó là kết tinh từ 100 loại hoa thảo dược. Khi mà gội đầu bách hoa cung thì nó khác biệt so với là thủ đạo thang hay là gội đầu gần như thượng phụ thảo, bởi vì là gội đầu bách hoa cung thì ngoài cái việc là bài độc da, tóc mượt bóng, không rụng, không gãy ngọn, thì bách hoa cung có thể giúp cho chị em là những cái tóc, cái nơi mà rụng xuống thì được mọc trở ngược lại. Hồng Kông Dưỡng Sinh vinh dự là được là lựa chọn đơn vị số 1 để mà ký độc quyền về bách hoa cung đưa về Việt Nam. Gội đầu bách hoa cung là sự kết hợp của 4 bát canh trị liệu. Mỗi bát canh có công dụng khác nhau. Đây là liệu trình chúng ta có thể sử dụng từ 1 đến 2 lần một tuần. Bát canh thảo dược đầu tiên đó là bát bài độc da đầu, gồm có hơn 20 loại như bồ kết, hà thủ ô, đằng sâm, bạch phù linh. Bát canh này khi sử dụng có tác dụng kháng khuẩn, loại bỏ các chất độc tố tích đọng trong da đầu của bạn, cải thiện môi trường nang lông, có tác dụng cải thiện ngứa do gầu và an thần kiện não. Bát canh tiếp theo là canh trị liệu kiện tóc, phù hợp điều trị cho những người bị bong da đầu, tóc bạc, tóc khô sơ, người sức khỏe yếu kém, tinh thần hay chán nản. Đặc biệt, cải thiện phục hồi khả năng cung cấp dưỡng khí cho vùng đầu có hiệu quả tốt cho những người thường xuyên đau đầu chóng mặt. Bát thứ ba đó là canh an thần dưỡng tóc với 20 loại thảo dược như gừng tươi, dương quy, dương hoắc, giúp bổ sung dinh dưỡng cho chân tóc và da đầu, cải thiện sức sống, hắc sắc tố cho tóc, giúp đả thông khí huyết vùng đầu, có hiệu quả cải thiện rõ ràng tình trạng cảm cúm, viêm mũi. Bát cuối cùng đó là bát bách hoa cung với 100 loại hoa thảo dược quý hiếm. Không chỉ dưỡng tóc, giúp tóc khỏe hơn mà còn kích thích tóc mọc trở lại, rất phù hợp với những chị em gặp phải tình trạng tóc gãy rụng. Bản chất cái tóc của mình này thì nó là mái tóc khô, sợi to và cứng. Khi mà mình dùng xong một cái liệu trình bách hoa cung của cái gội đầu dưỡng sinh Hồng Kông thì mình cảm thấy là cái tóc của mình đã được cải thiện rất là tốt. Hiện nay cái chất tóc mình thấy nó bóng, mượt. Hơn nữa là trong quá trình các bạn làm gội đầu cho mình ấy, thì các bạn nhân viên thì thường xuyên là massage vai gáy. Thế dẫn đến là cái sự đau vai gáy của mình nó hết lúc nào mình cũng không biết ấy. Đấy. Thế thì giấc ngủ của mình rất là ngon. Thì có thể nói là bây giờ mình rất là tự tin vì mình có một làn da đẹp này, một mái tóc xinh này và một cơ thể rất là khỏe mạnh.
Như vậy chúng ta có thể thấy bùa đầu dưỡng sinh không chỉ giúp phục hồi, làm đẹp cho mái tóc mà thông qua các thao tác massage vùng đầu còn thúc đẩy tuần hoàn khí huyết lưu thông, giúp cho tinh thần được thoải mái, sảng khoái, cải thiện tình trạng cao huyết áp, giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu giấc. Còn một điểm khác biệt giữa Bách Hoa Cung và các cái loại gội đầu dưỡng sinh khác, bởi vì Bách Hoa Cung khi mà gội đầu thì các kỹ thuật viên sẽ bấm huyệt chuyên sâu vào các cái huyệt đạo để giúp cho vai, cổ, gáy là được thoải mái. Thứ hai là làm giúp cho lưu thông tuần hoàn máu, bởi vì tuần hoàn máu mà không lưu thông thì rất nhiều căn bệnh là có thể đến với chị em. Ví dụ như là đau đầu, mất ngủ, tiền đình, rồi là đau vai, mỏi gáy, tê tay, rồi đau lưng và tê bì chân. Đó là những cái hiện tượng của tắc nghẽn mạch máu. Ở Đông y thì gọi mạch máu đó là kinh lạc. Kinh lạc thông thì bách bệnh không. Cho nên khi mà kỹ thuật viên mà bấm sâu vào các huyệt làm cho tuần hoàn máu lưu thông thì chị em về ngủ ngon hơn, sâu hơn. Những cái trường hợp mà bị đau đầu này, bị tiền đình này, bị tắc nghẽn vai gáy này, bị tê tay là hoàn toàn là được cải thiện khi mà gội đầu Bách Hoa Cung. Để bảo vệ cho mái tóc trước những tác hại môi trường và chăm sóc tóc khỏe đẹp, quý vị và các bạn cần lưu ý tránh phơi tóc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Quý vị và các bạn hãy nhớ là nên dùng ô mũ khăn khi đi ra ngoài để bảo vệ cho mái tóc. Khi gội đầu, cần dùng nước ấm để biểu bì tóc mở ra, hấp thu dưỡng chất. Khi xả lại thì nên dùng nước mát để biểu bì tóc co lại, ngậm chặt những dưỡng chất, không để trôi ra ngoài. Nếu xả lại bằng nước quá nóng, biểu bì tóc không thể khép chặt và tóc không thể hấp thu được dưỡng chất. Khi lau tóc, hãy nắm tóc và gỡ tóc một cách nhẹ nhàng. Nếu tóc quá khô và rối thì quý vị và các bạn có thể sử dụng các sản phẩm xịt dưỡng, làm bóng và xoăn mềm tóc. Khi sấy tóc, bạn lưu ý là không để máy sấy ở chế độ quá nóng hoặc quá sát da đầu. Tốt nhất là nên cách da đầu một khoảng an toàn từ 15 đến 20 cm. Ăn uống đủ chất với chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, axit amin và các nguyên tố vi lượng từ sữa, trứng, rau cải, trái cây, cá, thịt, dầu thực vật. Và chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, mái tóc của bạn sẽ dũng cảm và khỏe mạnh đón nhận thử thách từ môi trường và các xu hướng thời trang mới nhất. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi, quý vị và các bạn đã có những thông tin hữu ích để lựa chọn cho mình phương pháp hiệu quả để chăm sóc mái tóc ngày một đẹp và khỏe hơn. Công việc, đau mỏi vai gáy, thoái hóa cột sống, hãy đến với dưỡng sinh Hồng Kông, lô 3 biệt thự 1 Lô Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa. Với hệ thống máy ngũ hành hàng đầu và các liệu trình trị liệu như chải lược ngữ y, đả thông kinh lạc, gội đầu dưỡng sinh, chăm sóc gan thận. Sở hữu không gian sang trọng, dịch vụ chăm sóc từ tâm, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dưỡng sinh Hồng Kông sẽ chăm sóc sức khỏe của bạn một cách toàn diện. Dưỡng sinh Hồng Kông, đánh thức thanh xuân của bạn. Hotline 0974646868. Tọa lạc tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nhà sách Việt Lý có kiến trúc đẹp quy mô 8 tầng đối diện với quảng trường Lam Sơn. Tầng 1, 2, 3 là trung tâm bán buôn bán lẻ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách đời sống, đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm lớn nhất thành phố Thanh Hóa. Tầng 4, 5, 6 là khu vui chơi trong nhà hoành tráng với nhiều trò chơi hấp dẫn bổ ích dành cho hàng ngàn trẻ em yêu thích đến vui chơi hàng ngày. Nhà sách Việt Lý số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Nhà sách Việt Lý vì lợi ích trăm năm. Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Thanh Hóa là đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chúng tôi nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất. Tổ chức sự kiện, truyền thông, khảo sát, thiết kế, cung ứng thiết bị dịch vụ kỹ thuật phát thanh truyền hình, sản xuất chương trình phát thanh truyền hình. Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Website: ttvmedia.vn. Hotline: 02373 711 100. Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Thanh Hóa, hợp tác để thành công.